Hello, xin chào các bạn. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vào đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video này mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ Rabon East Comin. Tham gia dự án này đến từ Nextape và Rabon bằng nhé. Thì mọi người sẽ nhận được token Rabon Nextape thì là mạng lưới HecoChain mọi người nhé. Sẽ chia phôi giải thưởng là 20.000 đô token NST và Thailand Scat NST mọi người nhé. Để tham gia dự án này đó thì mọi người vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ chơi cho mình nhé. Và mọi người sẽ gửi địa chỉ ví HecoChain ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Đây là một dự án không có red nên anh em tham gia thì tham gia sẽ có 1.000 người may mắn sẽ chia phôi giải thưởng này cho mình nhé. Rồi bây giờ mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình. Ở đây mọi người join vào nhóm join vào các mạng xã hội của mọi người, kênh mạng xã hội của mọi người nhé. Sau đây follow kênh Twitter đầu tiên. Mở kênh Twitter lên, mọi người follow cho mình. Bấm theo dõi này. Ok. Rồi sau đó quay trở lại. Bấm vào con tin. Rồi join vào kênh group Telegram. Sau đó nhập username kênh Telegram mọi người vào. Ở đây bấm tham gia kênh này. Sau đó chat cho mình một từ. Ok. Không cần. Bây giờ bấm trở lại này. Bấm vào ba gạch này. Sau đây bấm vào avatar này. Mọi người sẽ copy username của kênh của mọi người đấy nhé. Sau đây gửi vào Eros. Rồi bấm con tin. Ok, tiếp tiếp follow kênh Twitter này. Bấm theo dõi kênh Twitter. Rồi. Sau đó quay trở lại. Bấm vào con tin. Tiếp tục retweet là bài đăng. Ok này. Sau đó kéo xuống dưới, mọi người retweet là bài đăng. Ở đây bấm tweet lại cho mình. Rồi ok, sau đây thả tim. Ok, quay trở lại. Bấm vào con tim. Rồi, tiếp tục join vào group Telegram. Đồng thời mọi người cũng copy username kênh Telegram của mọi người nhé. Sau đấy gửi vào. Ở đây bấm tham gia kênh. Rồi sau đây chat mình một từ. Ok, tiếp theo lại bấm là trở lại. Sau đây bấm vào ba gạch. Bấm vào ba gạch. Sau đây bấm vào avatar. Copy username kênh Telegram của mọi người, sau đó gửi vào đây. Bấm con tin. Ok, tiếp theo là gì đây, nhiệm vụ gì đây? Click here. Đợi mình xem, đợi mình đặt. Ok, chỗ này nó bảo là mọi người click vào thôi. Sau đó quay trở lại, tức là mọi người tìm hiểu thêm ấy, thêm gì về dự án ấy. Sau đó quay trở lại bằng con tin thôi. Nó cũng giống như là visit đấy. Tiếp đến địa chỉ ví. Ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ở trên ví Trust Wallet hoặc ví MetaMask nhá. Nếu như ở trên ví Trust Wallet thì mọi người sẽ vào đây, mọi người bấm cho mình nhỉ. Bấm vào ba gạch này. Sau đấy mình chọn chọn cho mình từ hobby nhá, đây này. Đấy, HT mọi người nhá. Tích vào màu xanh này, sau đó trở lại. Mà copy lại địa chỉ ví đi cho mình. Heco này. Sao chép này, ok. Còn ở trên ví MetaMask thì mọi người cần phải tích hợp mạng HecoChain ở trên ví MetaMask nhé. Sau đó copy địa chỉ ví cho mình. Mình sẽ để video hướng dẫn tích hợp mạng HecoChain ở trên ví Trust, ví MetaMask để mọi người có thể xem lại video và mọi người có thể tích hợp nhé. Bây giờ nhập địa chỉ ví vào đây cho mình. Rồi sau đây bấm con tin.
Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mọi người nhé. Đây là một dự án không có red nhé. Nếu như mọi người may mắn, mọi người sẽ nhận được token. Còn nếu như mà mọi người không may mắn thì mọi người sẽ xem như là mọi người chỉ tham gia dự án cho vui mọi người nhé. Còn nếu như anh em thật may mắn thì anh em nhận được token. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.